Xin chào các bạn, theo quay lại kênh thực phẩm Đức Phú, kênh YouTube. Người quản lý kênh là AD Khơi Nguồn Tư Duy. Hôm nay mình triển khai xây cái bột cóc loại mới, mẻ mới, bao gồm 18 loại hạt. Cái mày trước là mình đã xay xong và mình rửa máy rất là sạch sẽ rồi, nhưng mà khi mà mình bán, trong thời gian mình bán cái sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng thì cái khoảng thời gian đó mình không xay, nên khoảng thời gian đó khoảng tầm 5-7 ngày thôi, mình không xay một tuần. Mà trước là gần 20 kg, là mười mấy ký, mình bán trong vòng một tuần là hết rồi. Còn về mà trong thời gian không xay thì có thể là bụi bẩn, bụi thôi, thì mình sẽ mở ra và mình dồi nước rất sạch này. Đó, các bạn thấy không, nước mình dồi nước rất sạch. Và mình hôm nay mình chuẩn bị tất cả các nguyên liệu đầy đủ rồi, mình chuẩn bị mấy ngày rồi đầy đủ rồi, và đang triển khai cái mẻ mới 18 giờ hạt. Mình xin giới thiệu qua là cái máy của mình là máy siêu mịn các bạn, và các bạn uống vào và các bạn không cảm thấy cần cần trong người, không có hạt gì hết. Mình cái máy của mình thì mình bỏ trong mình thổi bụi nó bay mù mịt luôn, nó siêu mịn lắm. Bởi tại vì mình cũng là trước khi mình đi mua máy, mình là nghiên cứu rất là nhiều rồi, nhiều dòng máy rồi. Cái máy này thì máy Việt Nam sản xuất thôi, mình chơi hàng Việt Nam thôi, nhưng mà mình là nghiên cứu rất là ấy. Máy là rất là to, máy này gọi là máy công nghiệp, bán công nghiệp. Còn công nghiệp thì nó một cái nhà máy lớn đó, bán công nghiệp. Còn máy nhỏ thì thấp là tè thì nó không có mình bằng máy mình đâu. Nhưng mà nếu mà về thì cái đồ sản phẩm của máy á, sản phẩm ra thì nó siêu mình, giống như là siêu mình của máy công nghiệp nhà máy thôi. Nhưng mà hiện tại mình chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ rồi. Đây, mình chuẩn bị rửa rất sạch. Làm cái gì mình phải có tâm thôi. Đó. Có tâm về mình, nên các bạn cái sản phẩm mình khi mà ra thị trường đến người tiêu dùng thì các bạn yên tâm về sản phẩm, về đồ an toàn, đồ tin cậy. Mình là AD Khơi Nguồn Tư Duy. Thương phẩm cái sản phẩm của mình là mang tiếng tên là Đức Phú Food, là giao dịch được, nói tiếng nước ngoài đi, food là nước ngoài, food thực phẩm, và dịch ra tiếng Việt là thực phẩm Đức Phúc. Số điện thoại giờ mình là 0935946555. Các bạn có thể chụp và quét qua cái mã vạch ra Zalo của mình, hoặc là nhập số này ra Zalo của mình. Các bạn nhanh chóng đặt một sản phẩm mình sắp xây ngày hôm nay nha. Xin chào và tạm biệt, chúc các bạn một ngày có nhiều niềm vui, có nhiều may mắn, một ngày chủ nhật đầy ý nghĩa. Rồi, xin chào các bạn.